đi qua mấy bên ruộng bên kia còn xa hơn nữa đó, bên kia lún dữ lắm đó, và bên kia đường xích xe ben không đó, bên kia đường xích xe ben không đó, xe ben đổ đất đó, bên đó đó, muốn lên muốn kéo lại qua đó coi trước đi chắc ăn. Đất này mới đất mùa rồi nè, mấy chạy đưa vô chạy lại biết nhiêu lần luôn á. Thậm chí mấy cày nó lại ở dưới đó kìa, thấy là hai chiếc ga kéo phun lên luôn, nó lọt vô đống đất ở chỗ đống lúa đó đó. Rồi ủa rồi á, sới sơ sơ à mà không chạy cũng xả luôn á. Thôi ông ở đây đi cho nó nhớ về lại đi nhổ lên. Kéo ngang qua đây được không nè? Đó, cái này mà đi kéo mướn là đi kéo mà gặp cái này mà ra là thừng bia chứ tiền là chết luôn. Kéo qua gan trước lội qua bảnh dò đường thứ rồi. Đi đi qua bảnh coi. Đi qua bảnh coi thế là bên đó cứng không nghe. Để đất đổ không đó. Lội anh lội dò đường thứ ơi. Chiều rồi đó. Tại vì bên đó đợt xe ben đổ. Không cái mấy chắc đậu ở chỗ này nè. Cái xéo ra đây nhóm tới đây chút xíu là anh lên rồi. Thoải mái phải chạy qua đây được rồi đó. Cái chỗ đó hồi đựng vô cắt nghe trời. Chỗ đó bỏ đi, chỗ đó lúng dữ lắm luôn á. Mấy cày em nó lầy chỗ đó đó mà hai chiếc. Lên kia cắt cái kia đi thôi, đâu quặng ba này hoài. Quặng này tá hù luôn. Thank you.
chạy vẫn cái hố chét luôn vậy mà. Kêu nó lại kìa. Mắt nó chạy đấy, nó chạy luôn giống. Tới dây con rồi, ôi, cắt dây ra đây, vô nước rồi kìa. Ừ, chạy đâu rồi quá, chạy. Ôi, má là mấy kia nó đi.
Nó tại vì đi ngang nó sập tuôn. Dễ vậy tuột nó bên kia lún sâu xuống luôn rồi. Mắc ghê ra cho nó kéo đi để